Một set đồ đen luôn mang lại cho chị em vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút, nhưng làm sao để outfit đen không bị nhàm chán, hãy để Mega giúp nha! Một em áo khoác blazer màu đen cực kỳ basic, vừa dễ mặc vừa dễ phối đồ để đa dạng phong cách hơn cho hội chị em. Vẫn là thiết kế tối giản để cao sự tinh tế và nhã nhặn. Phần cổ vest được may nhỏ nhắn vừa phải rất nữ tính. Họa tiết theo xịn sò và tỉ mỉ cùng đường may trang trí cách điệu chính là điểm nhấn cho em áo này. Điểm đặc biệt giúp chiếc áo trở nên mới mẻ và lạ mắt hơn chính là phần tay áo có thể dán lên màu gấu để làm lộ phần lát lụa họa tiết chữ màu nâu cực kỳ nổi bật. Thiết kế có thêm một màu nâu rêu không kém phần xinh xắn và thời trang. Áo blazer rất tuxi hàn mỏng nhẹ, ưu điểm mặc lên chuẩn form và in nhân và tiết kiệm thời gian là ủi, mang lại vẻ ngoài chỉn chu, phù hợp với các chị em công sở bận rộn. Để ý chị em mix phụ kiện giày túi tông màu me hoặc nâu để tạo sự tương phản và nổi bật cho outfit nha. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mốc thiết kế thời trang mới nhất nha.